em với chị Linh vòng ngược lại ở bên chủ ban sở chú Thải, con có thấy đó không? Chi lùng chiếc xe của thầy. Mà nói là ở đây thì chí lực mà. Hồi nãy là thầy gọi nhỏ. Chắc thầy gọi kêu mình đi về đi, lì đi cho đi. Trước đi và trước đi. Chết. Vẫn còn lì nha. Nó làm như nó xiên dữ lắm vậy. Thấy cái máy quay lại rồi đó, bắt đầu làm đó. Mấy lúc đó mới cầm hai tay á. Đó, chặt nhiều lên. Đây, đây em dành chặt tiếp. Chặt đi, cỏ nha, chặt ngay cỏ, đừng chặt ngay khác nha. Thám cứ chặt cỏ nha Thám. Chặt quá thì chặt luôn à. Không chặt thì lật cũng được nữa. Quá tích cực luôn phải không? Đó. Cái này mới ý nghĩa nè. Dữ dội luôn. Dữ dội luôn. Nãy giờ mới nhảy xuống đất á. Được chưa? Hết pin chưa? Hết pin đó nha. Em làm đi chị quay hoài luôn đó. Bấm nút đâu. Đâu tiền đâu. Cái đoạn video clip. Video cờ clip. Xíu là chặt kéo rồi. Nghiệp xiên thấy sợ luôn vậy. Từ Cà Mau chạy vô tới Thới Bình quét. Ở nhà làm biến quét. Ở nhà lâu không à. Bữa hổm trời mưa á, nhà chị ngập nước tắt muốn chết. Hôm nay tắt cái tiền, sao có tiền. Linh mau quay, không nên quay một đoạn dài chứ Linh. Quay một đoạn ngắn ngắn.